Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kẻ thù ở sau lưng nhà vua đấy. Nguyễn Xuân Phúc bị thần Kim Quy báo họa. Vụ án Việt Á đang lở loét, nó lở sang cả tứ trụ. Nguyễn Xuân Phúc đang là chân trụ yếu nhất. Từ ngồi trước ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực mà an tâm thì đã nhầm. Chính ông Trần Đại Quang cũng đã từng an tọa trên chiếc ghế này và gặp đại họa ở giữa nhiệm kỳ và phải ra đi. Có người nói tên ông đương kim chủ tịch nước là Phúc thì chắc ông ta hóa giải được họa do chiếc ghế hung hiểm này mang lại. Ông Phúc có đủ để đè cái họa này hay không thì còn phải chờ. Tuy nhiên, vụ án Việt Á như là đám cháy đang bùng, nó đang lan sang nhà ông Phúc. Dù chưa cháy nhưng nếu không dập thì nó sẽ cháy vào nhà. Đây là hình ảnh vụ án Việt Á tưởng nhỏ mà lại rất to. Ông Trần Đại Quang ngồi trước ghế chủ tịch nước mới 2 năm thì mất mạng. Tiếp theo, ông Nguyễn Phú Trọng ngồi ghế này chưa được 1 năm thì cũng suýt mất mạng ở Kiên Giang trong lần đột quỵ thứ nhất. Hoàng quá, ông Trọng bỏ chiếc ghế lại và Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào. Không biết có điều gì hung hiểm hay không, nhưng dạo này công ty Việt Á đang muốn gõ cửa nhà ông Phúc vì vụ việc đang ngày một lan rộng và nguy hiểm. Các quan chức thường hay xây dựng mặt nạ trong sạch của mình bằng cách để vợ làm ăn sau lưng. Có thế thì mới không có bằng chứng bản thân trực tiếp làm điều xấu. Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng khéo léo che đậy. Không biết bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, khéo léo đến đâu mà ở cộng đồng mạng lại bùng lên tin là bà này dính tới công ty Việt Á. Nếu thật như vậy thì có thể nói sự nghiệp chính trị của Nguyễn Xuân Phúc không mấy hành thông. Hứa hẹn thời gian tới sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Vụ Việt Á hiện nay có tin dính đến cả Vingroup, tức là nơi ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Khi Việt Á đặt máy xét nghiệm PCR ở thành phố Hồ Chí Minh và lùm xùm bắt đầu xảy ra thì Vingroup nhảy vào xin trả tiền dùm thành phố Hồ Chí Minh chi phí xét nghiệm này. Câu hỏi mà cộng đồng mạng đặt ra là tại sao Vingroup phải làm việc này? Thời điểm vụ Việt Á chuẩn bị lên sóng cũng là thời điểm Phạm Nhật Vượng rất nhanh chóng chuyển công ty sang Singapore và Hoa Kỳ. Có tin rằng đó không phải là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng tính toán lâu dài mà đó là một cuộc tháo chạy. Một sự tháo chạy dưới cái vỏ bọc là để thuận tiện IPO, tức là bán ra thị trường chứng khoán trên nước Mỹ. Đây là hình ảnh vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc. Cũng lại có tin trong vụ này ông Phạm Nhật Vượng đầu tư tiền, còn bà Trần Thị Nguyệt Thu là phu nhân của Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo điều hành. Đúng hay sai thì chỉ có ông Tô Lâm mới biết, bởi Tô Lâm là người nắm một cơ quan điều tra khổng lồ. Theo một số lượng đánh giá của người thạo tin thì không cỡ ủy viên Bộ Chính trị nào mà phải thuộc một trong bốn tứ trụ của triều đình, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, thì mới có thể sai khiến được Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và dụ được Nguyễn Phú Trọng ký tặng huân chương. Ông Nguyễn Xuân Phúc đang an vị tại vị trí chủ tịch nước, xem ra ông ta còn thích tiền và quyền lực lắm. Lẽ ra ông Nguyễn Xuân Phúc không nên để phụ nữ chen vào những công việc phức tạp trên chính trường. Đây chính là kẽ hở có thể dẫn đến sự nghiệp chính trị của ông Phúc sẽ đứt bóng sớm. Tham vọng của ông Tô Lâm là có thật, và ông Tô Lâm dự tính chiếm một chiếc ghế tứ trụ giữa nhiệm kỳ để sau đó chiếm luôn suất đặc biệt mà leo cao hơn nữa. Ông Nguyễn Xuân Phúc đang cho thấy rằng ông đang ở thế yếu nhất trong ba chân trụ, có dính đến vụ Việt Á nên rất có khả năng Tô Lâm sẽ nhắm vào chiếc ghế của ông. Đây là hình ảnh rằng có tin Tô Lâm ngắm vào chân trụ của Nguyễn Xuân Phúc. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 vừa qua là một hội nghị không làm thỏa mãn nhiều người. Trật tự vẫn giữ như cũ, trong khi đó ông Tô Lâm thì chuyển hết từ trụ này sang trụ khác gần gũi họ để tìm kiếm liên minh. Nay các bên đang chiến đấu nhau rất ác liệt. Lựa lúc cầm thanh kiếm trong tay, ông Tô Lâm rất có thể nhảy vào xí phận. Vụ án Việt Á xem ra phức tạp hơn người ta tưởng rất nhiều. Càng ngày càng cho thấy họa đang đến gần với ông Nguyễn Xuân Phúc. Chiếc ghế chủ tịch nước là ghế hung hiểm. Xem ra ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ hóa giải ra sao, chữ họa thì đã rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình chính. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nóng như hỏa Diệm Sơn, Vingroup dính đến Việt Á, Phạm Nhật Vượng đang xanh mặt phải không? Đại án tham nhũng liên quan đến Việt Á đến nay
đã đốn ngã khoảng 60 quan chức cấp cao tại Việt Nam, và con số này không dừng lại ở đây. Đó là đại án có quy mô chưa từng thấy, với hai cựu bộ trưởng phải bắt vào khám. Xem ra cái tên Việt Á sẽ là hung thần cho cuộc đời và sự nghiệp của những tên tuổi lẫy lừng. Ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đầy quyền lực, đầy thế lực mà vẫn không thể trụ nổi, thì xem ra nhiều chiếc ghế khác vẫn đang lung lay thực sự. Còn đó, ông Vũ Đức Đam, người mà đã từng được ca ngợi là quan chức mẫn cán trong chiến dịch chống đại dịch Covid-19. Nhưng đến khi vụ án Việt Á nổ ra, ông Vũ Đức Đam cũng phải xanh mặt vì sợ. Hiện nay, ông Đam không ồn ào như xưa nữa, không mạnh mẽ như trước. Ông tuyên bố chống dịch trong 10 ngày nữa, ông lại thường hay đi nhẹ, nói khẽ, tránh động chạm đến xã hội, tránh cơ quan điều tra để ý. Đây là hình ảnh đứng đầu Việt Á là Phan Quốc Việt, nhưng đứng sau Việt Á là Vingroup, câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Công ty Việt Á là một công ty tép riu, nhưng nó đã gây chấn động tới mức ảnh hưởng sâu và rộng của nó, bởi chính vì nó đã góp phần vào hàng vạn cái chết của người dân vô tội. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng không truy tới cùng thì người dân sẽ không còn tin tưởng vào sự thật lòng chống tham nhũng của ông nữa. Cũng có nhiều thông tin nói rằng về sự dính líu của tập đoàn Vingroup với công ty Việt Á, báo chí nhà nước không đưa tin về nghi vấn này vì báo chí này đã có kiểm duyệt. Họ chỉ dám nói khi cấp trên bật đèn xanh mà thôi. Tuy nhiên, với mạng xã hội thì lại hoàn toàn khác. Mạng xã hội không hề kiêng kỵ bất kỳ đề tài nào, nên người ta cứ khui ra. Những quan chức, các đại gia đang câu kết với bộ máy nhà nước trục lợi trên sự khốn cùng của người dân đang rất sợ mạng xã hội. Những ngày qua, trên các trang mạng không ngừng bắn phá và thành trì vững chắc nhất của công ty Việt Á, người ta đang truy đến cùng cá nhân nào mới là trùm cuối của vụ Việt Á này. Công ty Việt Á thì rất nhỏ nhoi, không đủ tầm để có nhiều tiền nhập khẩu kit xét nghiệm rồi đút lót cho quan chức khắp các tỉnh thành trong cả nước. Phải có đại gia khủng đứng đằng sau Việt Á. Đây là hình ảnh sự dính líu giữa Phan Quốc Việt và Vingroup là câu hỏi đang được đặt ra. Chuyện lập một doanh nghiệp rồi cho người khác đứng tên để làm thương vụ lớn không phải là mới mẻ gì. Nguyễn Thành Phượng, con gái ông Nguyễn Tân Dũng, đã từng lập công ty định giá Amax và cho người khác đứng tên, đó là Võ Văn Mạnh làm giám đốc. Khi vụ án Mobile Phone mua AVG bị đổ bể, người chịu trách nhiệm là Võ Văn Mạnh, còn Nguyễn Thành Phượng thì bình chân như vậy. Trước khi vụ Việt Á bị phát giác, báo mạng Infonet có viết một bài về sự liên đới giữa Vingroup và Việt Á như sau. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2021, tập đoàn Vingroup đã thành lập công ty công nghệ sinh học VinBioCare với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Trong đó, tập đoàn Vingroup chiếm 69% cổ phần, Phan Thu Hương giữ 1%, ông Phan Quốc Việt nắm 30%. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này là bà Mai Phương Hội, phó tổng giám đốc của tập đoàn Vingroup. Đây là đầu mối để người ta nghi ngờ Việt Á là một dạng Amax thứ hai. Với tầm của Phạm Nhật Vượng thì không dại gì ông ta để vụ này bại lộ. Và lại sức mạnh kim tiền của ông Phạm Nhật Vượng là số 1 hiện nay. Ông ta rất khéo chi tiền để đạt được mục đích đó. Thậm chí nhiều thông tin cho rằng ông ta thao túng cả bộ chính trị. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Sau khi Việt Á đổ vỡ, các tờ báo nhà nước không đề cập đến vai trò của Vingroup với ông Phạm Nhật Vượng là sự rất bất thường. Điều này làm cho nhiều người cảm giác đã có sự can thiệp về mặt truyền thông. Không biết ông Phạm Nhật Vượng che trời được bao lâu nữa. Tuy nhiên, mạng xã hội thì dường như không tha. Và liệu rằng ông Phạm Nhật Vượng có thấy sự lo lắng này hay không? Hay tự tin với tài xoay sở thì hãy chờ xem thời gian tới. Mỗi con người có một thời gian cực thịnh. Khi hết thời thì không ai có thể lỡ nổi. Quyền lực như Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà thì cũng đầu hàng số phận mà thôi. Còn Phạm Nhật Vượng thì sao đây? Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong thời gian tới.